Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh, Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Đó là địa chỉ của shop. Mời anh em có điều kiện thì ghé thăm nhá. Giới thiệu với anh em các mẫu túi gà mồi và phụ kiện bẫy gà cho anh em. Phụ kiện bẫy gà này, giò gà này, còi gà mái của Thái này, còi gà mái của Việt Nam này, dây xích chân này, đủ các loại. Túi gà mồi, túi gà bổi. Hôm nay giới thiệu với anh em chi tiết về cái túi gà mồi. Túi gà mồi thì nó sẽ có hai cái màu cơ bản, đó là màu này là màu rèn ri, thì cái này là tùy thuộc theo anh em sở thích thôi. Anh em thích chơi màu nào thì anh em dùng màu đấy. Chất liệu, chất lượng thì ngang nhau. Màu lá cỏ khô này, màu lá cây khô, đấy, màu lá cây khô. Ngoài ra thì có cả cái túi đựng dụng cụ đi sẽ bẫy nhé, đựng dụng cụ đi bẫy là cái túi đeo lên vai, đeo lên vai này, nhiều ngăn này, chất liệu vải là vải màu lá cây khô, vải kaki rất là dày. Cái này đảm bảo cho các bác nhé, đựng khá nhiều đồ đấy, đấy nhá. Thế đây nói giới thiệu chi tiết với các bác về cái túi gà mồi này để các bác nắm được này. Khi các bác mua một túi gà mồi bên shop thì sẽ được tặng một cái cọc cắm bằng inox, rồi là cọc lọc như này. Cái này thì do chính tay thôi, anh em thợ làm thôi. Đây này, đây búa rồi mua inox mà cắt gõ cho các bác hàn lại. Đây là của nhà thì dù nó có hơi xấu một chút thì các bác cũng thông cảm nhá, gọi là cây nhà lá vườn. Đấy, tặng cho các bác một cái cọc này. Và cái túi này nhá, chất liệu vải là vải kaki rất là dày, hai lớp nhá. Nó tùy được đặt hàng thôi. Đối với đặt hàng này là khá là đẹp đấy. Ở trong có lớp em mút mút đây này. Đấy nhá. Thì đối với cái túi này ấy, thì anh em vẫn gọi là túi đế vuông. Phía dưới này ấy, là có cả cái phần đối nô hàng này này. Nó may nhám một chút đấy để tạo ma sát cho chân gà đạp nhá. Đây, túi này là túi đế vuông. Khi các bác thả con gà vào ấy, thì sẽ để con gà nó đứng được, nó không bị đổ. Hai bên này thì có thêm cái ngăn nhỏ để chứa mấy cái dụng cụ nhé cho các bác ở đây. Như này gọi là hình thức thôi, mình cũng không có dùng đến nhiều. Các bác không đeo vai thì có thể là xách tay như này. Đây, đây nhá. Đây, đây các bác cho em vào đây. Đây, ví dụ như các bác đi săn bẫy, thả vào đây, rất là đẹp nhá. Ok luôn. Bỏ này không nhé. Đấy nha, các bác thao tác nhé. Là dán cái đầu này vào này, nhấp một ít khóa vào trước này, nhấp cái khóa vào trước. Đấy. Con này thì cũng con đi ra đi chứ nào. Đây các bác luồn nó vào. Rồi xong con đã kéo nhé. Rồi kéo khóa lại. Đây, thế mỏ này ra là đầu nó ra đúng không? Đây, các bác muốn nó gáy ấy, mình thả ra để mình dụ mồi, mở miệng ra ấy là nó thò đầu ra nó gáy luôn. Không các bác dán lại. Đây nhá, đeo vai thì đeo bằng quay này nhá. Đây, xách tay thì xách vào đây. Thế còn bên này này các bác thu ngắn dây lại và các bác cài cái nọc vào đây. Đây, cài cái cọc cắm vào đây. Rồi, vậy đã hoàn thành nhá. Đây là túi gà mồi cho anh em đam mê. Chú gà này thì chưa thạo, chưa đi rừng được nhá, nó mà nó hơi nhát. Đây, anh em cùng tham khảo nhá. Có ý. Đây này, dây xích chân. Dây xích chân cũng là dây xích chân của shop đây. Đấy. Chống xoắn là chống xoắn bằng đạn này. Chống xoắn bằng đạn nhá. Có thêm cái khóa này để tháo rất là tiện. Lúc nào không thích thì tháo ra. Còn phần dưới này mình sẽ để. Đó nhá. Thì túi gà mồi các bác lưu ý này, thì chỉ có phụ kiện thôi nhá, thế còn gà mồi thì shop chưa có. Các bác nào mà có con nào thì giao lưu với shop một con nhá, đang rất là thích một con dành. Rồi, mong nhận được sự ủng hộ của anh em nhá. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau.